từ thôi, làm gì căng thế nhỉ? Không đi. Ăn đi, ngồi đi. Đi, đi, đi. Rồi mà nấm này em cũng có chồng rồi đó, trước em có mua ít cái phôi về em chồng rồi, phôi nấm mà chịu bữa đầu ra là nó to này, chắc sinh dưỡng nữa. Nữa rồi,